Xin chào quý cô bác anh chị đến với kênh Ký Sự TV. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 và sáng nay có một cái tin rất là vui. Ký Sự TV muốn cập nhật lên để khán giả nắm bắt được cái câu chuyện của hai cha con anh Thu và em Tiên. Chúng ta biết là người cô đã lên tiếng cho miếng đất cho anh Thu để anh Thu dẫn bé Tiên về đó, hai cha con cất một căn chòi để mà ở. Và nhiều người cũng tỏ ra lo lắng bởi vì là nếu như bây giờ về đó thì tiền ở đâu để mà cất lên căn nhà. Thì ngay lập tức là có một mạnh thường quân đã gọi điện về cho kênh để chia sẻ cũng như là ngỏ ý rất là tuyệt vời luôn, có thể giúp cho hai cha con có được căn nhà. Thì đây là một cái thông tin mà em nghĩ là nhiều khán giả sẽ rất là hóng chờ để được nghe cái lời từ mạnh thường quân này. Đây là một cái chia sẻ từ một cô cũng lớn tuổi ở Long An nha cô chú anh chị, đã ngỏ ý cũng như là có những cái lời gửi đến mạnh thường quân để mong muốn là giúp cho hai cha con anh Thu, bé Tiên có một căn nhà. Và để hiểu rõ câu chuyện như thế nào, Ký Sự TV xin kính mời tất cả mọi người cùng lắng nghe cái đoạn chia sẻ của cô này ở dưới Long An có gọi khẩn về cho kênh trong buổi sáng ngày hôm nay. Một cái câu chuyện rất là nhân văn, hy vọng anh Thu sẽ nghe được cái video clip này và sẽ có một quyết định đúng đắn để nắm bắt cơ hội để hai cha con có một căn nhà che nắng che mưa nha mọi người. Thì thôi bây giờ cứ xin lên mạng cộng đồng đi, tôi cũng nghe trên kênh đó. Nhưng mà có thể nếu mà tôi liên hệ với em, tôi để có xin được thì có thể tôi xin giùm cho các cái căn nhà đó. Được không? Cô là ở đâu cô? Tôi ở Long An. À cô Long An hả? Ừ. Tôi ngỏ ý giúp nhưng mà để tôi xin là vì nói thẳng ra con tôi nó đang đi làm từ thiện nhiều lắm. À dạ. Không biết là xin nó có đòi cái điều kiện gì không, chắc có lẽ là phải xin ở địa phương phải xác nhận chứ nếu không mình lại cắt ra địa phương người ta làm khó đó. Dạ đúng rồi, phải xin hết chứ. Phải có địa phương mới xác nhận rồi mình mới lại cắt được chứ nếu không nó làm khó là gì, con tôi nó làm những cái việc đó đó, nó làm giúp cho đời mà. À dạ. Thì nếu có đồng ý thì tôi phải thông qua nó thôi chứ không phải là tôi. Dạ. Bây giờ tôi già lắm, tôi gần 80 tuổi rồi. Ồ dạ. Còn nó còn trẻ nhưng mà nó cho người ta nhiều lắm, còn ta năm nay không là 4-500 căn nhà rồi. Mà cô thấy có hoàn cảnh của anh Thu lại bé Tiên thì cô nhận định sao cô? Tôi nhận định tôi thấy tội quá, nhưng mà theo tôi á, nếu là ý kiến tôi là nên cho nó ở với người cô đi. Dạ. Yeah. Cháu nó cái đầu óc không có được mẫn rồi, mà để nó uống sầu như vậy hoài là không có thuốc nào uống trị bằng cái gì đó, cái tâm bệnh đó. Dạ. Yeah. Cái tâm bệnh nó nặng lắm, em hiểu không? Nó, yeah. Nó buồn khổ là nặng lắm, mà theo như người cô nó nói vậy thì nên cho ở với người cô đi. Thì mình kêu gọi mạnh thường quân rồi đó. Dạ. Yeah. Thì mỗi người hỗ trợ một chút ít, cũng tôi cũng có thể hỗ trợ giùm cho cháu nó chút đỉnh. Càng yeah. Thì tôi cũng có nghe là cho được đâu mười mấy triệu phải không? Ừ, cho mười mấy triệu là để cho nó đi khám đó. Tôi thấy là nên cho cháu nó khám não rồi luôn. Để mà nó nông đúc, mà nó tuổi nó còn nhỏ đang mà nó có được cái trí óc của em. Dạ. Yeah. Lớn khôn lên nó thẳng ra, dầu có đi bán vé số hay bán cái gì cũng đỡ hết á. Còn cái đứa khờ khờ nó khổ lắm, cũng nên cho nó khám cái đó đi. Dạ. Yeah. Khám cái đó là tiền nhiều ít vậy, có thể là tôi liên hệ với em hay liên hệ với cô nó vậy, có cái nào tôi giúp được thì tôi giúp giùm cho. Dạ. Yeah, cái này mình phải tới bệnh viện biết được coi, chứ còn mình cũng không biết chi phí bao nhiêu đó cô. Nó có cái giấy nợ khám bệnh nào cũ chưa? Dạ chưa cô, chưa có cái giấy nào đó cô. Mà chứ, nó, chứ ai mà khám định nó là cái não yếu là sao? Cái đó là chắc là người cha tự nói ra chứ còn chưa ai dẫn đi khám hết đó. Nếu tại mà sao bé hát... tại sao bé nó hơi khờ nên là cũng nói là bé thần kinh nó hơi yếu chứ còn không biết là kết quả ở đâu ra. Ừ, nó khờ, nó chậm nói thì tôi thấy vậy, thấy hoàn cảnh nhỏ tội quá. Dạ. Yeah. Nếu để nó ở với áp lực với cha nó là không được đâu. Càng ngày nó càng nặng đó, tại vì nó đã bệnh như vậy mà. Thì không có cái nào mà nặng bằng cái tâm ấy, em hiểu không? Dạ. Yeah. Cũng có một số người ta nói là người cha có những cái hành động không đúng với bé Tiên, thì cô nghĩ sao về cái lời đồn đó cô? Cái đó thì tôi không dám nói chính xác. Dạ. Nhưng mà theo tôi thì thấy là không được, vậy thôi. Dạ. Yeah. Cái nào tôi không thấy chính xác tôi không dám nói cái gì hết. Dạ yeah, đúng rồi. Nhưng mà cháu nó có bệnh và ở với cô, tôi thấy với một cái hình ảnh mà nói với cô nó thì nó vui quá, nó vẫn nói đàng hoàng mà. Thì tôi thấy có một người bình luận yeah. là nói đứa nhỏ là ngỗ nghịch, là mấy anh YouTube hỏi là cũng như không trả lời, không có phải đâu, nhiều khi nó khờ mà với nó sợ, nó buồn, nó đau khổ lắm. Và hỏi những gì cha nó, nhiều khi nó sợ cha, nó không dám nói đây em, con nít mà. Dạ.
Trời ơi, nhiều khi tới 20 mấy tuổi cũng vẫn còn sờ em, hiểu không? Muốn chi nó mới 12 tuổi, nó nhỏ quá mà nó ở với cô, nó tôi thấy như vậy càng phát triển hơn. Mấy em làm giúp như vậy là em ơi, giúp một người còn hơn xây 10 cảnh chùa lận. Thôi đi, ráng cố gắng mà, tôi thấy cái này gia đình đáng giúp cho em. Dạ. Yeah. Đáng cần, đáng giúp đó. Thì tôi hỏi em vậy đi, nếu mà tôi có muốn mà ủng hộ giúp đỡ là sao? Là tôi điện cho em hay là tôi điện cho cô nó? Thì cô cứ điện cho cái số này con đi, con gì sẽ giúp cô liên hệ với người cô của bé Thiên nha. Dạ. Yeah. Liên hệ với cháu phải không? Thì tôi yeah. đang theo dõi xem đó. Là tôi cũng muốn là gì mấy cái nhỏ thương đứa nhỏ đó không? Dạ. Yeah. Còn người cha thì bây giờ á là tôi nói mấy em phải vào cuộc và phải xin bắt buộc người cha phải chấp nhận cho gì ở với cô thôi. Dạ. Yeah. Không thể nói hù hơ luôn vật là ông đồng ý hay không đồng ý không được. Cái chuyện khó nói lắm. Dạ. Yeah. Cái chuyện này nó khó nói lắm. Thì mà nhưng mà tôi nói là tôi thấy là không được là không được. Là một là đứa nhỏ nó đã bệnh đó em, hiểu không? Dạ. Yeah. Thì áp lực nó đi luôn á. Dạ. Yeah. Và những bệnh nó càng nặng thì cho nó ở với cô nó đi. Thí dụ giờ cô nó nghèo mà đã lên mạng như vậy rồi thì có thể là xin mấy mặt anh Thành Quân người ta cho giúp, thì tôi cũng nghe cô nó nói có thể là cô thì có thể cô nó lo được, mà nhiều khi phải lo tiền cho nó uống thuốc vậy đó. Yeah. Đi học cha nó đừng nói là đi học, bây giờ học dễ lắm em ơi, nó 12 tuổi người ta không vô đi trường thì cho nó đi học bên ngoài, nó học theo mấy cái đứa mà cái dạng mấy đứa trẻ mà nó học thêm đi em. Dạ. Yeah. Lòng đó nó cũng biết thôi, chứ giờ con nhỏ này nó học làm quan làm vua gì mà phải cần thiết cái vụ đó. Dạ. Yeah. Dẫn cho nó đi học đóng cái đó một tháng không có bao nhiêu á, tôi thấy mấy đứa cháu tôi nó vẫn đi học trường nhà nước, nó học trường nhà nước nhưng mà về nó vẫn học thêm đó em. Dạ. Yeah. Thì cho cái đứa nhỏ này chỉ cho cô nó là cho nó học theo cái đó đó, cô nó nói trên đó gì cũng coi cho đi học mà. Đúng rồi, học bên từ thiện á cô, cũng có không tốn tiền. Ừ thì, yeah. thì nó vậy, hoạt động tháng không bao nhiêu đâu, có mấy trăm mà em ơi. Đó. Thì có thể là để cô liên hệ đi, cô cũng theo dõi kênh. Dạ. Yeah. Nào để mà giúp giùm cho cháu, còn nếu mà nhà đó mà nhắm ông đó có cất con ở hay không thì phải xin địa phương. Dạ. Yeah. Theo tôi thấy con tôi nó cho đó là quy định của nó như vậy, chứ không phải là quy định của mình đòi được nha. Là cũng như là cột thì sắt. Cột thì sắt, dạch trên là lập trên, dạch và trên là lập trên, còn dưới đất là dường như là không biết lót gạch hay tấm xi măng gì tôi không để ý, muốn người tôi hỏi kỹ. Dạ. Yeah. Mà dường như là bề dài không biết 8 hay 10 gì đó, còn bề ngang dường như là 4 hay bao nhiêu đó, khoảng nó có một cái diện tích của nó phải như vậy đó, đáp đi như vậy chứ không có đáp khác được, vì cái khuôn mẫu của nó ra như vậy rồi. Dạ. Yeah. Nó cho người ta mấy trăm căn nhà rồi. Dạ. Yeah. Để cô liên hệ giúp thử cho biết đi nha cô, để em có căn nhà anh ở nha cô ha. Thì cái này tôi nói em nghe, lòng tôi thì tôi rất là thương con nhỏ này. Dạ. Yeah. Cái nào nó phải qua thì tôi cũng nói thật lòng với em là cái này là nếu mà cha nó có cha tính về quê thì cha nó ở á, có thể là tôi bàn với con tôi xin giùm đó, nhưng mà chắc có lẽ là phải hỏi lại kỹ coi địa phương là phải có xác nhận đó em, chứ không mà đem đồ tới cất và làm khó đó. Đúng rồi, đúng rồi. À, là yeah. như vậy đâu em, coi là nhiều thì tôi không dám hứa, chứ cũng có thể giúp cho cháu nó chút đỉnh được là nặng mà nó thêm thuốc men á, hoặc là cô nó nói là để làm cho nó cái phòng á, cái phòng chắc không bao nhiêu tiền đâu, xây này kia nặng chứ em làm phòng mà giảng như bác sĩ nó đóng mà phòng đó đó, yeah, cũng đâu bao nhiêu tiền. Dạ yeah, đúng rồi. Để cho cháu nó ở đi tội nghiệp nó, trời tuổi mới 12 à em ơi, mấy đứa nó khờ tới 20-30 tuổi nó cũng còn khờ nữa em, mà sống như vậy là không được thôi em ơi, không gặp không gặp thì tôi đã gặp duyên rồi, xuống giúp cho chắc nó đi em ơi, cứu yeah. mọi người còn hơn xây 10 cánh chùa.